Đấy, vừa dậy rồi các bác vừa nghe được giọng gù của số 5 mà cũng nghe được giọng gáy của số 5 luôn. Đấy, các bác thấy một đôi chim cu sinh sản rất là âu yếm. Đấy, gù thì các bác nghe giọng gù rồi nhá, còn gáy thì em cũng quay được giọng gáy rồi các bác nhá. Thúc gáy giọng